Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, số mệnh con người mỗi tháng là khác nhau. Do có sự chuyển động của các thiên tinh và trái đất luôn vận động, cho nên trường lực của mỗi nơi mạnh yếu sẽ khác nhau. Cũng bởi chính vì như vậy, gây nên sự không đồng nhất giữa các vật thể và nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của con người chúng ta ở tại trái đất. Quý vị thân mến, việc xem tử vi cho những người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta nắm được tổng quan, vận hạn, tài lộc, công danh sự nghiệp, tình duyên và gia đạo của mình trong tháng này. Trong tháng 7 âm lịch, việc xem tử vi chính là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của những người Việt Nam ta mỗi độ Tết đến xuân về hay là qua một năm mới, tháng mới. Việc xem tử vi cho chúng ta biết được trước những điều tốt xấu sẽ xảy đến với mình, mà qua đó thì chúng ta sẽ biết cách phòng tránh, đồng thời đón tài lộc về với chính mình bằng những phương pháp. Phần luận giải chi tiết tử vi cho tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp cho tất cả quý vị và các bạn biết được một bức tranh toàn cảnh về cuộc sống của chính mình. Xem tử vi cho tuổi Mậu Thân thì quý vị sẽ biết rõ được những dấu mốc quan trọng trong việc thay đổi cả về sự nghiệp và tình duyên của mình. Quan điểm xem tử vi sẽ giúp cho tất cả quý vị nắm rõ hơn về tổng quan của mình có điều gì đặc biệt trong tháng 7 âm lịch này. Thông qua đó thì chúng ta sẽ biết được thiên cơ giúp quý vị xu cát tị hung và từ đó thâu thu may mắn tài lộc. Và sau đây sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết cho quý vị gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 7 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 mệnh đại dịch thổ, tính tình lạc quan, vui vẻ, phóng khoáng và thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm đương đầu với mọi thử thách trên đời. Không được phúc anh em trong gia đình trợ giúp, phải tự tay lập nghiệp, độc lập, tự cường thì mới có thể thành công. Tiền vận có phần vất vả nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau trung niên, tuổi Mậu Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định, nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Mậu Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh, nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan, bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng cần phải chú ý, đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Tuổi Mậu Thân đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu nên cảm xúc dễ bị xáo trộn, tinh thần bất ổn, rất cần được người phối ngẫu quan tâm, hỏi han. Nhưng nhìn chung trong tháng này việc làm ăn khá thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư vẫn tiếp tục sinh lời, giúp gia chủ củng cố tài chính, phần nào yên tâm khi về hưu. Sức khỏe giảm sút đáng kể, khó tránh khỏi những triệu chứng tuổi già như cao huyết áp, bốc hỏa trong người, các bệnh về khí huyết, ngủ kém, không sâu giấc, ăn uống không thấy ngon miệng. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Mậu Thân cần phải đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, sinh hoạt thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 gặp khá nhiều cơ hội trong sự nghiệp vào tháng này. Báo hiệu sẽ có nhiều bội thu. Bằng kinh nghiệm sẵn có của mình, bạn có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp tập thể phát triển đi lên. Sự nghiệp của người tuổi này có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời đầu tháng. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉn chu trong công việc. Nếu không dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Người làm đầu tư kinh doanh cũng gặp được những bạn hàng đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội hợp tác cùng làm ăn, cùng hướng tới một mục tiêu chung. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, bản mệnh cần phải cẩn thận khi giải quyết các mối quan hệ về hành chính, kẻo tiền mất mà mất cả quý nhân. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Mậu Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay.
nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài lộc khá vượng, tuổi Mậu Thân có thể được hưởng lợi ích đều đặn từ những khoản đầu tư hoặc tiết kiệm trước đó, giúp cho đời sống gia đình trở nên dư giả. Ngoài ra, một số người được thăng chức tăng lương cũng nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không chút suy nghĩ, kẻo bạn có thể rơi vào cảnh cháy túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Mậu Thân không được lý tưởng như mong muốn. Có thể bạn sẽ phải làm việc vất vả, lo toan nhiều khiến thần kinh luôn căng thẳng, cơ thể mệt mỏi. Dù sao thì bạn cũng không còn trẻ như hồi thanh niên, đừng bắt mình phải ôm đồm lo lắng quá nhiều việc. Có nhiều vấn đề cứ nghĩ thoáng ra thì sẽ tốt hơn. Gia chủ cũng nên tin tưởng con cháu, để con cháu giúp mình giải quyết khó khăn khúc mắc trong cuộc sống. Các quý vị gia chủ Mậu Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, người tuổi Thân sinh năm 1968 gặp vận đào hoa. Đây là dấu hiệu tốt với những người đang sống đơn thân hoặc độc thân. Bạn có thể cởi mở trong giao tiếp với mọi người, có thể sẽ tìm được người thật lòng muốn quan tâm chăm sóc mình trong tương lai. Tuy nhiên, nếu là người đã có gia đình, nên chú ý giữ khoảng cách với người khác giới. Bạn không nên buông thả cảm xúc của mình, sống phóng túng hoặc giữ quan hệ ám muội với người khác. Đó chính là hành động đáng lên án, gây tác động xấu đến hạnh phúc gia đình. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tí và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Mậu Thân trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 7 năm 2022, tức ngày 5 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp canh dần, có nạp âm tùng bách mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 7 năm 2022, tức ngày 17 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp nhâm dần, có nạp âm kim bạc kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Mậu Thân trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 7 năm 2022, tức ngày 8 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Tỵ, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 7 năm 2022, tức ngày 20 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Tỵ, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp đỡ được cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống này có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.